đến với Tây Bắc, duy nhất chỉ có xòe là đi vào lòng người từ cuộc xưa xa xưa đến nay. Lúa mới cũng xòe, đám cưới cũng xòe, nhà mới cũng xòe, trai gái quen nhau cũng xòe. Năm nay 2022, đây là ngày người Thái vinh dự được UNESCO công nhận vinh danh xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận chung vui ngày hội này. Mọi người nắm tay nhau cùng xòe cả đêm không mệt mỏi. Các bạn hãy xòe cùng người Nghĩa Lộ và các tỉnh bạn chúng tôi nhé. Xòe đi em, xòe đi anh, xòe hết đêm trăng Nghĩa Lộ em đem về theo, trăng Nghĩa Lộ anh đem về theo. Câu hát ra viết dẫn mọi người đi từ âm hưởng này đến âm hưởng khác. Chúng ta lại tiếp tục xòe. Đây là di sản thứ 14 của đất nước hình chữ S được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể và vật thể đại diện nhân loại. Trong đó xòe Thái đã đi vào lòng người từ xa xưa đến nay. Xòe lứa mới, xòe tình yêu, xòe trai gái quen nhau, xòe khi lao động, xòe lúc nhọc nhằn, xòe lúc vui ngày hội ngày Tết đến. Xòe rất nhiều điệu xòe, các bạn muốn tìm hiểu điệu xòe hãy đến Nghĩa Lộ, hãy đến Tây Bắc chúng tôi uống rượu, bát rượu cần vui thâu đêm suốt sáng, xòe cùng nhau không ở nơi đâu quý khách như ở đây. Mời các bạn xòe nhé.
Thank you.